Chính xin kính chào quý khán thính giả, xin mời quý vị đến với bản tin truyền hình sáng thứ tư ngày 19 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Mỹ xác định châu Á là trung tâm nền kinh tế và thương mại Hoa Kỳ, Nico Tây Tạng tự thiêu. Kính thưa quý vị, bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ miến điện, cam kết đấu tranh đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân chính trị còn lại đang bị giam giữ. Bà cho biết, sau đợt ân xá đầu tiên với 227 tù nhân chính trị được trả tự do vào tuần trước, Miến Điện hiện vẫn còn giam giữ khoảng 2.000 tù nhân chính trị, trong đó có những thành phần lãnh đạo trong cuộc nổi dậy năm 1988 do sinh viên Miến Điện khởi xướng. Bà ngỏ ý thất vọng khi thấy chỉ có một nhóm nhỏ tù nhân chính trị được trả tự do trong số hơn 6.000 tù nhân được ân xá lần này. Phát biểu tại buổi lễ sinh nhật 88 của ông Ming Kuniang, người bị án tù 65 năm vì lãnh đạo cuộc biểu tình của các tu sĩ Phật giáo vào năm 2007, bà nói bà muốn tất cả các tù nhân chính trị được tự do vì bà muốn đất nước Miến Điện thực sự là đất nước tự do. Từ quý vị, châu Á đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế nói chung và thương mại Mỹ nói riêng. Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Francisco Sanchez tuyên bố như trên tại Hồng Kông ngày hôm qua, dẫn đầu chuyến đi của phái đoàn 14 công ty kỹ thuật sinh học nhằm thúc đẩy thương mại tại Hồng Kông. Ông Sanchez nói rằng khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò then chốt để chính quyền tổng thống Obama có thể đạt được mục tiêu tăng gấp đôi chỉ tiêu xuất khẩu của Hoa Kỳ vào cuối năm 2014. Ông cũng nói rằng hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương là một trong những chương trình nghị sự hàng đầu về chính sách thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ và 8 đối tác bao gồm Úc, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, không có Trung Quốc. Một nữ tu sĩ Tây Tạng tự thiêu tại miền Tây Trung Quốc vào hôm thứ Hai để đòi tự do tôn giáo. Nico, 20 tuổi, tên Tenzin Wangmo đã chết sau khi tự thiêu vào sáng sớm ngày thứ Hai ở bên ngoài tu viện Dachen Dong Ko ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi từng xảy ra nhiều vụ tự thiêu trước đó. Vụ tự thiêu xảy ra chỉ 7 tháng sau khi một nhà sư Tây Tạng 21 tuổi tự thiêu chết tại tu viện Kiri ở Tứ Xuyên. Hậu quả sau đó là khoảng 300 nhà sư khác đã bị bắt giữ. Tổ chức Tự do Tây Tạng cho biết thêm có hai người biểu tình người Tây Tạng đã bị cảnh sát Trung Quốc bắn bị thương vào hôm Chủ nhật vừa qua. Kể từ tháng 3 đến nay, đã có đến 9 tu sĩ Tây Tạng tự thiêu vì bị đàn áp tôn giáo. Phong trào tự thiêu hiện đang có dấu hiệu lan rộng tại Trung Quốc. Và thưa quý vị, Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh Campuchia hôm qua cho biết, vào tháng tới, tòa sẽ bắt đầu nghe các chứng cứ buộc tội 4 lãnh đạo Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Theo phát ngôn nhân của Tòa án quốc tế La Osen, đây chính là thời điểm mà người dân Campuchia mong đợi. Bị cáo gồm nhân vật số 2 Nochea và cựu lãnh đạo Khiêu Sam Phan đều bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh, tội chống lại loài người và tội diệt chủng đối với 2 triệu người dân Campuchia vào cuối thập kỷ 70. Chính vì các bị cáo đã ở độ tuổi 79-85 nên tòa án đã tìm cách tăng tốc quá trình xét xử để khi còn sống các bị cáo có thể thấy các phán quyết đối với những tội ác của mình. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, cho như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.